Tử vi tuổi Canh Tý năm 2024, nữ mạng chi tiết nhất với các chuyên gia xem tử vi năm 2024 của Tử vi Việt Nam. Các luận giải dưới đây chỉ mang tính chất chung cho tuổi Canh Tý 1960, nữ mạng. Do đó, quý bác muốn xem chi tiết, vui lòng để lại comment phía dưới cho Tử vi Việt Nam nhé. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tý, nữ mạng năm 2024. Tuổi Canh Tý là thừa lượng chi thử, tức là chuột trên xà. Tuổi Dương là 64 tuổi, còn tuổi Âm là 65 tuổi. Sinh từ ngày 28 tháng 1 năm 1960 đến ngày 14 tháng 2 năm 1961. Về ngũ hành bản mệnh là Bích Thượng Thổ, tức là đất tò vò. Về cung phi là Khôn, tướng xương con chuột và tướng tình con dê. Theo ngũ hành, Tử vi Việt Nam nhận thấy quý bác tuổi 1960, nữ mạng, có ngũ hành là thổ, gặp ngũ hành của năm 2024 là hỏa, tạo nên quan hệ chủ về tương sinh rất tốt. Tử vi cho nữ mạng sinh năm 1960 trong năm 2024 dự đoán rằng người tuổi thổ sẽ gặp được nhiều tin vui và may mắn trong cuộc sống. Đối với các dự định mưu cầu liên quan đến danh vọng, xuất tiền kinh doanh hay đầu tư tiền bạc đều nên tiến hành trong năm này. Năm 2024 cũng là thời điểm thuận lợi để xuất hành đối với người bản mệnh thổ. Hành trình đi xa sẽ được hỗ trợ bởi quý nhân và đem đến những kết quả tốt đẹp như mong muốn. Năm 2024 sẽ là một năm có nhiều điều tốt đẹp và cơ hội thuận lợi cho người nữ mạng tuổi Canh Tý 1960. Họ nên tận dụng cơ hội này để phát triển và đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Theo thiên can, thiên can Canh của người tuổi này thuộc hành Kim, gặp năm thiên can Giáp thuộc hành Mộc, tạo thành quan hệ tường phá. Dự đoán tử vi năm 2024 cho nữ mạng tuổi Canh Tý cho thấy năm này có thể gặp bất hòa khi gia đạo không được tốt, có thể xảy ra những bất hòa và mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Đồng thời, sức khỏe của chủ mệnh cũng không được tốt, có thể đòi hỏi tiêu tốn nhiều tiền bạc và việc chăm sóc sức khỏe. Năm 2024 đòi hỏi người tuổi Canh Tý, nữ mạng nên chú ý đến những chi tiêu trong cuộc sống và công việc, vì có khả năng tiêu tốn nhiều tiền bạc, cẩn trọng quản lý tài chính để đảm bảo ổn định trong tình hình khó khăn này. Trong năm này, nữ mạng tuổi Canh Tý nên chú trọng đến sức khỏe của mình và gia đình, đồng thời cẩn thận xử lý những xung đột trong gia đình để duy trì sự hòa hợp và hạnh phúc trong tổ ấm. Theo địa chi, người tuổi Canh Tý, địa chi Tý gặp năm 2024, địa chi Thìn, tạo thành quan hệ tam hợp. Theo đó, trong năm Giáp Thìn, người tuổi này sẽ trải qua những thay đổi liên quan đến tâm hồn và tình cảm. Xem tử vi năm 2024 cho nữ mạng tuổi Canh Tý, dự đoán rằng khi ra ngoài, người tuổi này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, giúp họ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Năm này cũng đem đến nhiều cơ hội mở rộng và làm ăn kinh doanh. Ngoài ra, trong gia đình có tin vui về việc có thêm người gia nhập trong năm này. Tóm lại, theo tử vi năm 2024, dự báo là một năm thuận lợi và đầy kỳ vọng cho nữ mạng tuổi Canh Tý. Quý bác nên tận dụng cơ hội và chú trọng đến các mối quan hệ tình cảm và gia đình để duy trì sự hòa hợp và hạnh phúc trong cuộc sống. Theo cung phi, theo tử vi năm 2024 cho nữ mạng tuổi Canh Tý, người này có cung phi Khôn, ngũ hành thổ, gặp cung phi của năm 2024 là Trấn, ngũ hành mộc, tạo thành mối quan hệ họa hại. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi này cần chú ý đến cuộc sống vì có thể gặp phải một số khó khăn và chuyện thị phi. Xem xét ngũ hành của cung phi năm mộc khác với ngũ hành thổ của cung phi tuổi, ta thấy rằng năm này người tuổi Canh Tý, nữ mạng nên tự vận động trong công việc và nếu có ý định thay đổi thì sẽ gặp khó khăn và không thuận lợi. Dự báo cho năm 2024 cho quý bác nữ mạng tuổi Canh Tý là cần cẩn trọng và chú ý đến những tình huống tiềm ẩn khó khăn, hạn chế tham gia vào những cuộc tranh chấp và tập trung vào công việc tự thân để đạt được thành công.
xem tứ trụ. Xem tứ trụ tuổi Canh Tý, nữ mạng năm 2024 là thiên phá, địa hòa. Trong năm 2024, nữ tuổi Canh Tý năm 1960 cần chú ý đến phương diện tiền bạc. Nữ mệnh có thể phải chi tiêu nhiều hơn cho con cái hoặc để giải quyết các vấn đề về sức khỏe cá nhân. Khi xuất hành đi xa trong năm này, cần đặc biệt cẩn trọng và chú ý đến các rủi ro và bất lợi liên quan đến trần tay. Kết luận, tử vi cho nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2024 cho thấy đây là một năm không được may mắn và thuận lợi cho chủ mệnh. Gia đạo của nữ tuổi 1960 có thể gặp nhiều phiền muộn và có khả năng đối diện với tang sự trong năm này. Ngoài ra, tiền bạc có xu hướng tiêu tán nhiều vào con cái và công việc kinh doanh cũng không thuận lợi. Sức khỏe yếu kém của quý bác nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2024 có thể ảnh hưởng đáng kể đến công việc kinh doanh và các hoạch định. Do đó, cần đặc biệt chú ý và quản lý sức khỏe cẩn thận để giữ vững ổn định trong công việc. Ngoài ra, trong năm này, nữ mạng tuổi Canh Tý 1960 cần đặc biệt chú ý đến việc di chuyển bằng xe cộ, hạn chế rủi ro và cẩn thận khi tham gia giao thông. Về sao chiếu mệnh, sao Văn Hớn, họa tinh. Văn Hớn tháng 2, tháng 5, lời qua tiếng lại, ăn nằm nạo yên. Tháng 8 rắc rối than phiền, làm ơn mắc oán, muộn phiền tâm thân. Tử vi năm 2024 cho nữ mạng sinh năm 1960 gặp sao Văn Hớn cho thấy công việc kinh doanh trong năm Giáp Thìn 2024 sẽ có sự bình hòa. Tuy nhiên, cần chú ý đến các vấn đề thai sản vì có thể không thuận lợi. Ngoài ra, năm này có thể gặp phải chuyện khẩu thiệt, tai họa, ốm đau, thương tật và phải đối diện với những tranh chấp và sự kiện không thuận lợi. Tháng 2 và tháng 8 trong năm có khả năng xấu cho nhiều công việc, dễ vướng phải nhiều chuyện quan sự, khó nuôi dưỡng, xúc vật hoặc tình cảm trong gia đình không tốt. Theo tử vi năm 2024 thì đây là một năm đòi hỏi sự cẩn trọng và quản lý cẩn thận đối với nữ mạng tuổi Canh Tý. Quý bác tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng nên đối mặt và giải quyết với mọi tình huống một cách cẩn trọng để duy trì sự ổn định và hạnh phúc trong cuộc sống. Về sao hạn, hạn ngũ mộ, tiểu hạn. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, cả năm đau ốm, lào đào chẳng lành, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, đầu năm cúng bái, thoát vòng tai ương. Xem tử vi nữ mạng 1960 năm 2024, hạn ngũ mộ là một yếu tố chủ về tâm thần trong năm. Dự đoán rằng chủ mệnh nữ mạng sẽ đối mặt với những điều cần suy nghĩ và có thể dễ rơi vào tình trạng bất an. Do đó, cần phải cẩn trọng trong việc ra quyết định và xử lý tình huống. Chú ý không nên mua sắm đồ lậu và hạn chế cho người khác ngủ nhờ, vì điều này có thể dẫn đến những rủi ro hoặc mất mát về tiền bạc. Khi mua sắm bất kỳ sản phẩm nào, nên đảm bảo có hóa đơn và chứng từ đầy đủ để tránh các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho năm 2024, nữ mạng tuổi 1960 nên cân nhắc và suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định quan trọng, đồng thời cẩn trọng trong việc quản lý tài chính và tránh những rủi ro không cần thiết. Về hạn tuổi, nữ mạng tuổi Canh Tý năm 2024 phạm hoàng ốc và tam tai. Về vận niên, vận niên trung bình, bình an trọn năm. Năm 2024 là một năm không được thuận lợi đối với tử vi nữ mạng tuổi Canh Tý. Sức khỏe của người phụ nữ tuổi Canh Tý 1960 cần được chú ý hơn vì có thể ảnh hưởng không tốt. Phần về tài lộc cũng không thuận lợi cho nữ mạng tuổi Canh Tý trong năm 2024. Vì tiền bạc có xu hướng tiêu tán và nhiều việc nuôi dưỡng con cái, gia đình của nữ mạng tuổi Tý năm 1960 trong năm Giáp Thìn có thể gặp nhiều phiền muộn và đối diện với các vấn đề liên quan đến tang sự. Tổng quan lại, theo vận niên năm 2024, thì năm 2024 đòi hỏi sự cẩn trọng và quản lý cẩn thận đối với người nữ mạng tuổi Canh Tý. Quý bác tuổi Canh Tý nên đối mặt và giải quyết mọi tình huống một cách thận trọng để duy trì sự ổn định và hạnh phúc trong cuộc sống và gia đình. Tổng kết, trên đây, Tử Vi Việt Nam đã tiến hành luận giải tử vi tuổi Canh Tý năm 2024, nữ mạng 1960, cần lưu ý về tài lộc, sức khỏe, vận hạn, gia đạo. Nếu quý bác muốn xem tử vi chi tiết hơn cho bản thân và người thân trong gia đình, có thể để lại lời nhắn cho Tử Vi Việt Nam phía dưới nhé.